Thì hôm nay sẽ giới thiệu về cái khóa hú. Thì ở đây mình có ba cái mẫu khóa hú ha. Cái này là mẫu kim ba, thì nó có một cái là nó màu đồng, nó màu nâu đồng ha. Còn cái này là màu bạc. Còn cái của Vương Miện cũng là màu bạc. Thì trước tiên là giới thiệu cái mẫu của bên kim ba trước. Thì cái kích cỡ này là kích cỡ 6 phân. Khóa này là khóa cỡ 6 phân. Bề ngoan khóa vẫn hơn 6 phân một chút. Đây là cái bề ngang rộng nè. Ở phía trong của nó là khoảng bề rộng ở phía trong của cái rộng là khoảng 4 phân. Chiều cao khoảng 4 phân 2 ha. Cái màu trắng cũng vậy. Màu trắng này là cùng kích cỡ. Khoảng 4 phân đến 2 ha. Ở trong giữa là khoảng 4 phân. Thì cái khóa này cái lo nó nằm ở phía dưới nha. Thì loại này sẽ có 3 chìa. 3 chìa khóa kiểu chìa muỗng. Thì đối với ổ khóa kim ba thì ngoài ở phía trong nó đã gắn sẵn 6 viên pin rồi, thì nó có đi kèm thêm 6 viên pin này, mình cất lại ha, chừng nào hết pin thì mình thay vào. Thì cách sử dụng là như sau ha. Mình sẽ nó có hai chức năng sau khi mình mở khóa nè ha, đút chìa khóa cho mở lên. Thì chức năng này mình thấy tình như là bình thường, là chức năng cũng là bình thường, không có hú nha, không có hú gì hết. Rồi sau đó nếu mình muốn xài chức năng hú thì mình kéo ra, mình quay lại. Mình quay lại thì khi mình đút vô mình nghe tiếp một cái nha. Tiếp một cái. Thì như vậy có nghĩa là nó sử dụng chức năng hú. Thì sau khi mình đẩy ổ khóa vô khóa xong thì mình sẽ rút chìa khóa ra. Thì nếu mà khóa nó đã kêu tít 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 sẵn và coi như nó đã khởi động sẵn rồi, thì khi sau khi khởi động sẵn thì nếu có ai đụng vô thì nó sẽ hú. Còn trong trường hợp mà khi bạn rút chìa khóa ra mà nó chưa có kêu thì lúc đó bạn dỗ cái này cho nó kêu 3 tiếng tít tít để đó là có ai đụng vô thì nó sẽ hú nhanh hơn. Kêu tít 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 là mới khởi động thôi. Sau đó có ai đụng vô thì nó sẽ kêu. Cái vào chỗ thay pin là ở trong này ha. Thì một lát sẽ có cái phần hướng dẫn thay pin sau. Thì mình thấy hai bên này nó có hai con ốc. Ở trong hai cái lỗ này cũng có hai con ốc, thì muốn thay pin mình sẽ mở lấy vít đúng cỡ ha, lấy cái vít đúng cỡ mình mở ra rồi mình sẽ tháo cái phần chỗ này nè ra để mình thay pin, thì cái đó mình sẽ hướng dẫn riêng. Rồi đó là phần khóa kim ba. Còn đối với cái khóa vương miện này á thì ở của Việt Nam không có kèm theo pin nha, không có kèm theo pin. Thì nhưng mà nó cái chìa khóa của nó là 4 chìa. Ha, 4 chìa này, chìa kiểu quả tỉ. Rất là đẹp.
À, thì mình cái chìa này mình khi mình đúc vô mình nhớ ha, ở đây nó có cái đầu tròn nè, nó phải đúc với cái màu đỏ này thì đúc chìa khóa nó mới vô nha. Cái lo nó cũng ở dưới ha, thì cái chức năng hoạt động thì nó cũng giống cái kia khóa thường à, vậy. Còn nếu mà khóa hú là phải kêu tiếp một cái thì mình cũng để dỗ vài cái để sẵn đó, nếu như nó có ai đụng vô thì nó sẽ kêu. Đây là cái mấy cái khóa hú, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cái cách thay pin. Thì khóa hú này nó hú được thì nhờ pin, thì nếu hú liên tục một thời gian thì có thể nó sẽ hết pin, do đó mình cần thay pin ha. Thì muốn thay pin thì mình mở cái khóa ra ha, mở khóa ra thì mình thấy ở đây nó có cái ở phía trong hai cái lỗ này nó có con ốc chữ thập, thì mình dùng cái vít, mình khi mình dùng vít mở thì mình nhớ tìm cái vít nó phù hợp nha, mình mở cho nó cẩn thận, tại vì nếu mình mở mà mình mở không có đúng vít đó thì làm cho nó bị tét cái đầu ở trong thì sau này mình sẽ rất là khó mở, cho nên khi mình mở mình lưu ý mình tìm mấy cái vít nó phù hợp mở đúng ha. À, ở đây nó có tem ha. Thì hàng này mới thì mình chưa mở ra hẳn để bạn xem được, nhưng mà bạn khi mà mở mấy con ốc ra thì các bạn lưu ý ở trong đây nó sẽ có cái hộc để đựng pin. Pin này á, là cái pin, cái tên hay gọi ở ngoài của nó là AG13 hoặc là NR14 ha. Thì khi mình đi mua thì tốt nhất mình cầm cái mẫu pin này mình đi mua, nhưng mà hoặc mình có thể nói cái pin tròn, pin tròn cái tên là AG13 nha. Cái tên của nó là cái này, mình nhìn nó giống cái nút áo ha. Thì cái pin này á, thì nó có nhiều loại, có nghĩa là nó cái đường kính nó có cái loại pin mà nó đường kính thì nó giống nhau nhưng mà cái độ dày nó khác nhau, cho nên khi đi mua mình nhớ hỏi kỹ là AG13 mà cái loại pin dày này ha, tốt nhất là mình mang cái mẫu đi, hoặc là mình có thể đo cái kích cỡ pin á, mình đo kích cỡ pin trước rồi mình đi mua. Pin là cái đường kính nó gần gần 1 cm, khoảng 9 ly ha, còn cái độ dày của pin nó là nó tới 4 ly, gần 5 ly ha, 4 ly mấy nha, chứ đừng có mua lộn. Có nhiều pin cái đường kính nó giống nhưng mà cái
độ dày nó không có giống thì nó cũng không được ha. Thì lúc bỏ vô cái hộp này thì nhớ để ý là bỏ cho đúng chiều. À, sau khi thay pin thì mình nhớ cái này mình thử coi ha. Nhớ dặn vừa chặt được rồi ha, à, nhớ giữ cái đừng có dặn quá chặt, vừa chặt là được, giữ cái thẳng dây vít thì mình thử rồi đó, nó kêu chút chút rồi đó. Ổ khóa mà kim ba này cũng vậy, nó cũng là mấy con vít ở trong này ha, cũng mở ra hai pin. Giống như cái kia vậy ha. Mở ra. Mình lấy pin ở chỗ này ra, sau đó mình thay vô. Nha, cái hộp pin nằm ở đây. Cũng là 6 viên pin AG13 ha, y chang như vậy. Sau đó mình nhận lại.